Em đang vay 28 triệu mà trả được mấy tháng rồi, dạo này bầu bì thì khó kiếm tiền nên đóng chậm 1-2 tuần nhưng mà vẫn đóng, không biết có sao không ạ? À, những cái trường hợp mà mọi người thanh toán á, theo quy định, có nghĩa là ví dụ những công ty nó quy định là ngày 10 hàng tháng là mình phải thanh toán, nhưng mà mình chưa có xoay vốn hoặc là mình chưa có xoay sở cái kinh tế cũng như là cái tài chính để mình trả vào cái ngày đó, thì mình bị trễ, và mình trễ tầm khoảng 1-2 tuần. Một tuần đó là 7 ngày mà 2 tuần đó là 14 ngày. Thì mỗi công ty nó có mỗi cái chính sách để phí phạt nó hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Có công ty thì ví dụ 3 ngày họ phạt, 5 ngày họ phạt, 10 ngày họ phạt. Thì cái này nó sẽ rơi vào quy định của những công ty. Thì nếu mà em thanh toán phí phạt hợp lý và đầy đủ cộng với cái tiền góp của cái tháng đó, thì nếu mà những cái hợp đồng sau thì thường em vẫn sẽ được hỗ trợ. Nhưng mà những cái trường hợp mà mình cứ tháng nào mình cũng trễ như vậy, tháng nào mình cũng trễ 1 tuần, rồi tháng nào mình cũng trễ 2 tuần ví dụ vậy, thì sau này khi mà em đi mua góp hoặc là em đi vay tiền thì người ta cũng có quyền cân nhắc nha, người ta có quyền cân nhắc là có thể họ vẫn cho vay tiếp tục nhưng mà vẫn có thể là họ từ chối. Nó sẽ rơi vào cái quy định của những cái công ty đó, và mà để cho mình cảm thấy nó an toàn hoặc là nó không có bị trễ gì đó. Tại là vay tín chấp nó cũng rất là khó khăn đó mọi người. Vay tín chấp là sử dụng uy tín của mình, mà lần mà mình bị mất uy tín thì lần sau người ta cũng tương đối là người ta cũng không không cũng hơi khó khăn với mình một chút. Nên đó, những cái trường hợp mà chắc chắn tầm 1-2 tuần mình cũng chắc chắn mình cũng sẽ đóng đó, thì thôi, tại vì cơ bản là 1-2 tuần nữa mình đã có tiền rồi thì thôi mình mượn của bạn bè hay là người thân gì đó mình trả vào cho những công ty tài chính này trước, rồi tới cái lúc mà mình 1-2 tuần sau mình có tiền rồi đó mình trả lại cho người nhà, thì mình thứ nhất là mình vẫn giữ được cái lịch sử tín dụng rất là tốt. Và trong cái trường hợp Ngọc nói lại, đối với nhiều công ty khác thì Ngọc không rành, nhưng mà đối với HD thì cái mức trễ mà 1 tuần nó vẫn nằm trong cái mức an toàn. Trễ 2 tuần thì nó có phát sinh phí phạt một chút nhưng mà nó cũng vẫn nằm trong cái mức an toàn. Còn những công ty khác thì Ngọc không biết nha mọi người. Có thể là đối với HD mà khi mà mọi người trễ 2 tuần, ví dụ mà các bạn qua công ty khác, họ không có duyệt những khách hàng trễ 2 tuần thì họ vẫn có quyền từ chối. Đó, những cái trường hợp như vậy nó sẽ rơi vào quy định của mỗi công ty khác nhau. Cảm ơn ạ.